Rồi, xin mời Tiết Nga nha. Cả nhà mình cùng nghe tiếng hát của Tiết Nga nha. Với bài tân cổ Thương Quá Bình Ơi. Không biết tân cổ này Dũng có ca được không? Thôi tôi vô nhà nghe anh Sáu. Có gì ở chiều tối rồi mình gặp tiếp nữa nha. Ủa kêu anh, mình làm gì mà ngồi đây mà nhan sắc coi bộ kén vui vậy? Mình chào Phương Linh nha. Có cơm nước gì chưa, mình dọn ăn đi, anh đói quá à. Sáng giờ mà sáng chiều mới chịu giác mặt về, không ở nhà phụ tôi gì cả. Anh đi đâu? Thì anh đi. Đi đâu? Anh đi đâu mà từ sáng tới giờ không phụ tôi trong hai đứa con chờ. Tôi sáng sớm là lo đi trước, còn nó khóc thì mấy giờ thức giấc. Một mình tôi phải trông nom. Cách làm ăn của ảnh vậy mà, chứ đâu phải anh đây buông bỏ để em gánh chăm lo cực khổ. Biết mình con tốt gian lao thương chồng quan sinh trong ngoài. Thôi đi anh ơi, tôi đã qua quen với những lời quá à. Đừng có lặng nhanh, nhìn vào mắt tôi.
từ sáng giờ. Sinh mình bớt nổi trận lối tình, rồi anh phân tỏ đầu luôn. Anh cùng anh Sáu đi ra xóm đình, chứ nào có cà phê tròn lá. Đừng nghi ngờ là mặt lạnh với anh. Em nói quá à. Anh đi chỉ tới chiều anh mới về thôi à, có khuya đâu. Mẹ đi chiều gì cũng vậy, anh hãy trả lời đi. Thì anh. Anh sao? Vì bởi thấy em trong hôm vất vả, muốn để cho em có cuộc sống ngang. Là làm một vố rồi quay về cho xóm, nhưng mà cái giận đen nó cứ mãi đeo theo bao áp bên anh vậy đó. Đừng mà em ơi, đừng bỏ anh ở lại. Anh đã biết mình sai, xin tha thứ đã một lần. Đâu phải chỉ một lần mà mấy chục lần liền như vậy. Anh vẫn lúc nào đặt lý không luôn. Anh hứa nha, anh hứa lần này nữa không, rồi sẽ ở cạnh bên nè, chăm sóc vợ con cho vững bền hạnh phúc mà. Tiếp Nga, cảm ơn gái Tiếp Nga nha. Rồi bây giờ xin mời Lê Phước.